Phòng Cảnh sát Hình sự BC45 Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân một thiếu niên bị đánh tử vong trước cổng trường Trung học cơ sở An Thái Trung, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè. Nạn nhân được xác định là Phan Vĩnh Khang, 14 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè. Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5, sau khi dự lễ tổng kết cuối năm học, em Phan Nguyễn Thiện Lộc, 15 tuổi, ngụ xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, cùng Hà Chí Tâm, 16 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, đều là học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở An Thái Trung ra về. Khi cả hai vừa bước ra khỏi cổng trường khoảng 100 mét thì bị nhóm thanh thiếu niên, trong đó có Khang, dùng hung khí xông tới đánh. Thấy Lộc bị đánh, Tâm lao vào can ngăn. Trong lúc giằng co, Lộc giật được gãy ba khúc từ một người trong nhóm nên đánh trả lại khiến Khang bị thương nặng. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng Khang đã tử vong sau đó. Đến tối cùng ngày, BC45 cho biết đã mời làm việc với một số đối tượng có liên quan. Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai các thanh thiếu niên trên để phục vụ công tác điều tra.